Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2021. Qua tử vi năm 2021 tuổi Đinh Mão nữ mạng sẽ giúp các bạn biết về công việc, ngoại giao, tài chính gia đạo và sức khỏe của bản mệnh. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có được những dự định và hành động đúng đắn để gia tăng tài lộc và may mắn cho bản thân. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Đinh Mão, 34 tuổi, nữ mạng, sanh từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến ngày 16 tháng 2 năm 1988. Tướng tinh, con gà, con dòng xích đế, cô hoành. Tử vi tuổi đinh mão trong năm 2021 nữ mạng. Mạng hỏa gặp năm thổ là sinh xuất, xấu, chủ về hao tài, tốn của, sức khỏe kém. Sao thái bạch, xấu, hao tài, đau ốm hạng thiên la tinh thần bất an vạn niên hầu thực quả tốt thiên can đinh gặp tăng tương phá khó khăn địa chi mão gặp sủ bình hòa thượng hành xuất hành ngày mùng 1 tết từ 11 giờ đến 15 giờ trưa giờ địa phương đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần và hướng tây nam để đón hỷ thần Luận tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong năm 2021 nữ mạng về mặt sao hạn. Về sao chiếu mạng, sao thái bạch tức kim tinh. Bản chất sao thái bạch là một trong đệ nhất hung tinh chiếu mệnh có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề tiền bạc. Người gặp sao này chiếu mệnh thì cẩn trọng trong công việc kinh doanh, có kẻ nhân phá hoại, đề phòng chuyện quan sự thậm chí là trắng tay. Kỹ nhất với mệnh mộc và mệnh kim, bởi sau này thuộc hành kim, xấu nhất là vào tháng 2 và tháng 5, tháng 8 âm lịch. Thái bạch sau ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ, tứ tung, thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Tử vi tuổi đinh mão sinh năm 1987, nữ mạng, trong năm 2021 về hạng tuổi. Hạng Thiên La xấu, Thiên La hạng ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Thiên La hạng phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh hòa trao phải phòng. Dịch nghĩa Trong phong thủy thì hạng Thiên La chủ về đau ốm không khỏi, thường bệnh tật do quỷ ma quấy phá mà thành, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và công việc làm ăn tình cảm vợ chồng thì cũng không được hòa hợp. Về tứ trụ, thiên hao, địa hao, trong năm tăng sủ, công danh và tài lộc của quý cô tuổi đinh mão bị kẻ xấu chống phá, cho nên làm công việc gì cũng nên cẩn trọng. Gia đạo của quý cô không thượng hòa, thiếu hòa khí, công việc làm ăn gặp chuyện chẳng lành, không nên đầu tư nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn trong năm nay. Ngoài ra nên đề phòng bệnh nạn hay những điều trái ý trong cuộc sống, cố gắng sẽ có thể vượt qua được. Về vạn niên, vạn niên hầu thực quả, tưởng ý là khỉ được thỏa sức ăn hoa quả, ý nói một năm có nhiều may mắn, nhiều công việc gặp ách tắc thời gian trước đến nay lại có cơ hội giải quyết được dứt điểm. Đường công danh thuận lợi nên như diều gặp gió, cứ thẳng bước tiến cho mặt có kẻ ghen tị gây khó dễ kinh doanh buôn bán thuận lợi thi cử được khoa bạn tuy nhiên chuyện tình cảm không được tốt dễ nảy sinh nghi kỵ ghen tuông tử vi tuổi đinh mão trong năm 2021 về màu sắc hợp tuổi trong năm 2021 thì tuổi đinh mão nên dùng màu đỏ để tăng cường tài lộc tiền bạc của cải bản thân không nên dùng màu đen chủ về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn kết luận về mặt sao hạn người tuổi đinh mão quý cô trong năm thì có nhiều chuyện buồn phiền liên quan đến sức khỏe và tiền bạc sức khỏe không được tốt tiền bạc hao tán nhiều luận tử vi tuổi đinh mão trong năm 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm tại cung tiểu vận có các sao cố định thiên phúc quốc ấn long trì quan phụ thiên khóc triệt tuần tràng sinh bộ sao này có ý nghĩa là công việc làm ăn của quý cô không được như ý bên cạnh đó chú ý gặp phải cử quan tại cung sung chiếu có các sao cố định thiên mã thanh long điếu khách bệnh bộ sao này chủ về di chuyển xe cộ đi lại cẩn thận đề phòng tay chân tại cung nhị hợp có các sao cố định Long Đức, Thiên Hỷ, Đà La, Lâm Quang. Bộ sao này chủ về sức khỏe của quý cô không được tốt hoặc có chuyện buồn đưa tới trong công việc và cuộc sống. Tại cung tam hợp có các sao cố định, thiên quan, phượng cát, giải thần, lộc tồn, bác sĩ, đế vượng, bạch hổ, tướng quân, mậu, thái tuế. Trong nhà quý cô có chuyện buồn đưa tới trong năm này, họ hàng thân thích của quý cô cẩn thận có tan sự. Kết luận Dựa vào sao chiếu cố định của năm tăng sự, quý cô tuổi đinh mão trong năm tuy có sự phấn đấu nhưng công việc không gặp vận tốt nên khó đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra cẩn thận xe cộ khi di chuyển hoặc bệnh tật, đau ốm, lâu ngày khó khỏi hay có con vật cắn đá Bên cạnh đó, trong nội tập có người bị đau ốm, bệnh tật lâu ngày, khó qua khỏi. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Mão trong năm 2021 nữ mạng. Về phương diện công việc ngoại giao. Công việc ngoại giao của quý cô trong năm Tân Sửu tương đối tốt, tuy nhiên công việc làm ăn không thuận lợi, gặp nhiều điều vất vả, khó khăn nên thành quả trong năm có thể không đạt được như kỳ vọng về phương diện tài chánh. Đây là năm người sinh năm 1986 Đinh Mão có sự tiêu pha hao tán nhiều tiền bạc. Chủ yếu việc tiêu pha này cho con cái hoặc công việc làm ăn, kinh doanh hay các công việc trong cuộc sống. Về phương diện gia đạo, tình cảm gia đạo của quý cô không được tốt, thành viên trong gia đạo có thể xảy ra những mâu thuẫn về quan điểm sống. Ngoài ra, cẩn trọng có chuyện buồn đưa tới trong năm nay. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của quý cô cần chú ý các bệnh liên quan đến máu huyết. Có thể máu huyết khó lưu thông ra ngoài xe cộ nên cẩn thận. Phương pháp giải hạn tử vi tuổi đinh mão nữ mạng trong năm 2021 Cúng sao giải hạn Tuổi đinh mão nữ mạng trong năm 2021 gặp sao thái bạch chiếu mạng. Đầu năm nên cầu an dân sở giải hạn mỗi tháng vào ngày rằm 15 âm lịch cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ thắp 15 ngọn đèn hướng tây làm lễ. Bài vị dùng giấy trắng và ghi Tây phương canh tăng, kim đức tinh quân rồi khắn. Cung thỉnh thiên đình, hạt linh cung đại thánh, kim đức thái bạch tinh quân vị tiền. Thái bạch hạn tháng năm trao mày, bi ai tan khó tán tài ốm đau, ngày rằm cờ tráng lá màu, đèn thời tám ngọn lại vào hướng tây. giải hạn nữ đinh mão sinh năm 1987 trong năm 2021. Tuổi hợp, người tuổi hợp là người sinh năm 1995 và sinh năm 1986. Đây là những tuổi mang lại thuận lợi và may mắn. Tuổi kỵ. Tuổi kỵ là tuổi sinh năm 1988 và năm 1992. Đây là những tuổi không hợp mà mang lại những điều khó khăn muộn phiền. Luận tháng tốt xấu trong năm tăng Sửu Tháng 6 Tháng 6 là vào tháng 5 và tháng 8 âm lịch, là tháng xấu nhất trong năm của quý cô. Chủ yếu cái tháng này là những thị phi hoặc chuyện buồn đưa tới. Tháng tốt Tháng tốt là vào tháng 1 và tháng 6 âm lịch, là tháng tốt nhất trong năm đối với quý cô. Mọi việc trong tháng này đều dễ dàng và đạt được ước muốn. Luận tử vi tuổi Đinh Mão trong năm 2021 nữ mạng theo tháng. Vào mùa xuân tháng 1, đầu năm đấu xuân cùng gia đạo, đây là tháng có lọc tới nên tiền bạc của quý cô dư giả. Tuy nhiên máu huyết cần chú ý. Tháng 2, trong tháng này quý cô xuất hành đi xa nên chú ý di chuyển xe cộ hoặc bệnh tật tháng này chuyển biến xấu. Tháng 3 đây là tháng quý cô được quý nhân phù trợ cho mọi công việc tuy nhiên tháng này quý cô có việc phiền lòng vào mùa hạ tháng tư quý cô sẽ chi tiêu nhiều tiền bạc trong tháng tư hoặc đường tiêu hóa không được tốt sinh ra các bệnh liên quan đến tiêu hóa tháng năm công việc kinh doanh làm ăn trong tháng diễn ra bình thường tuy nhiên quý cô cần lưu ý có thể gặp phải cửa quan tháng sáu Nhờ được hưởng phần âm phúc của tổ tiên nên trong tháng 6 quý cô tuổi Đinh Mão gặp mọi việc may mắn, hung hóa thành cát. Vào mùa thu tháng 7, quý cô chú ý đến sức khỏe tháng này không được tốt, cùng với đó tình cảm gia đạo có bất hòa và mâu thuẫn. Tháng 8 không nên đầu tư tiền bạc nhiều vào công việc làm ăn trong tháng này, hoặc tình cảm của gia đạo có nhiều vấn đề. Tháng 9 đây là tháng quý cô có nhiều thay đổi cho công việc làm ăn, nhưng cẩn thận có kẻ xấu gièm pha nói xấu. Vào mùa đông, tháng 10, tiền bạc của quý cô tuổi đinh mão trong tháng có sự tiêu pha nhiều, đau ốm, bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 11, các thành viên trong gia đạo hòa khí kém, mâu thuẫn, quan điểm có thể xảy ra tranh cãi, chú ý về mặt tiền bạc hoặc di chuyển xe cộ. Tháng 12, nhờ được hưởng phúc đức của tổ tiên người tuổi đinh mão nữ mạng gặp nhiều chuyện may mắn trong cuộc sống cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi nếu thấy video hữu ích quý anh chị và các bạn đừng tiếc like comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc may mắn xin chào và hẹn gặp.